kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Trung tướng Phan Văn Vĩnh không bị bắt nhưng sao không lên tiếng. Bài viết của tác giả Thiền Lâm được đăng trên trang Kali Today. Chỉ hai tuần sau khi xảy ra vụ đào thoát của thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, ngành công an lại phát lộ những dấu hiệu của một scandal khác. Ngày 12 tháng 1 năm 2018, Facebook Lê Nguyễn Hương Trà phát tin vào cuối tháng 8 năm 2017. Hai cổng game cờ bạc Rigvip và Tipgrab đã phải tạm dừng hoạt động vô thời hạn. Các ứng dụng trên App Store, Android và Windows Phone cũng bị gỡ bỏ. Kéo theo là hàng loạt các đại lý cấp 1 bị bắt. Cùng đại gia game Cùng đại gia game bài là Dương, hai con rể của cựu ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị. Mở rộng điều tra, rất nhiều tướng tá ngành công an dính phục vụ này. Gần tháng trước, Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị khám xét văn phòng, mở đầu cho nhiều lùm xùm rằng ngành công an sẽ chạm ít nhất 5 tướng của hai vụ, trong đó có Rick Pip và Tip Club. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên là Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục 2, từng ghi dấu ấn sự nghiệp với vụ án Lê Văn Luyện và vụ bắt giữ Bầu Kiên. Tướng Vĩnh đã bị bắt vào chiều ngày 11 tháng 1. Liên quan đến vụ này còn có tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50. Doanh thu của hai sới bạc online tiền ảo đổi tiền thật trên được biết ước tính khoảng 8.000 tỷ một tháng. Được biết, ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng Cục trưởng từ tháng 4 năm 2017 đề nghị chế độ. Cùng ngày 12 tháng 1 năm 2018, Thiếu tướng Lương Tam Quang, tránh văn phòng Bộ Công an, thông tin cho báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa có thông tin gì về việc khởi tố này. Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở gì. Tuy những thông tin trên Facebook Lê Nguyễn Hương Trà là chưa thể kiểm chứng về mức độ chính xác nhưng hiện tượng lạ lùng là trong khi bộ công an có phản ứng rất nhanh như thế phản bác luận điệu sai trái và xuyên tạc của facebook này, nhân vật phan văn vĩnh vẫn bật tâm vì sao chỉ cần một động tác đơn giản là đưa trung tướng phan văn vĩnh ra xuất hiện trước công luận kèm theo phát ngôn hình ảnh và video là có thể xóa tan được mối nghi ngờ về việc ông vĩnh bị bắt thì bộ công an lại không làm thế mà chỉ đưa người phát ngôn của bộ này đã thanh minh hơn nữa cách nói của thiếu tướng lương tam quang có thể được hiểu là chưa có thông tin gì về việc khởi tố, chứ không khẳng định sẽ không khởi tố đối với Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Một hiện tượng rất đáng chú ý và bị mổ xẻ là ngay trước vụ việc Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Thiếu tướng Lương Tam Quang, tránh văn phòng Bộ Công an đã bị tố nặng vụ Phan Văn Anh Vũ. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, mạng xã hội bất chợt dậy sóng bởi thông tin Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan cửa khẩu Singapore tạm giữ tại cửa khẩu Singapore-Malaysia. Sau đó, Báo Strain Time của Singapore cũng đăng tin một nhân vật có tên Phan Văn Anh Vũ bị chặn tại cửa khẩu Thua của Singapore ngày 28 tháng 12. Đến ngày 2 tháng 1 năm 2018, website của cơ quan xuất nhập cảnh Singapore có tên miền www.ica.gov.sg đã đăng tải thông tin cơ quan xuất nhập cảnh Singapore xác nhận tạm giữ người có tên Phan Văn Anh Vũ từ ngày 28 tháng 12 vì vi phạm quy định luật xuất nhập cảnh. Khi đó, câu chuyện về Phan Phan Anh Vũ bị bắt ở Singapore đã rất rõ. Nhưng vào buổi sáng ngày 3 tháng 1 năm 2018, Thiếu tướng Lương Tam Quang, tránh văn phòng Bộ Công an lại cho báo chí nhà nước hay là vẫn chưa nhận được thông tin ông Phan Phan Anh Vũ tức Vũ Nhôm đang bị bắt giữ tại Singapore. Chỉ một ngày sau, ngày 4 tháng 1 năm 2018, chính các nhân viên công an của Bộ Công an đã dẫn độ Phan Phan Anh Vũ từ Singapore về sân bay nội bài của Việt Nam. Một hố khác của Bộ Công an là vụ Trịnh Xuân Thanh, vào cuối tháng 7 năm 2017. Ít giờ đồng hồ sau khi nhà báo Huy Đức bất thần đưa tin trên Facebook của ông Trịnh Xuân Thanh về mà báo chí im ắng nhỉ. Bộ trưởng Bộ Công an Tôn Lâm lại nói như phân bua về báo chí nhà nước. Đến giờ tôi vẫn chưa có thông tin gì. Trước câu hỏi về những thông tin cho là cơ quan điều tra đã di lý Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam rồi của phóng viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Để chỉ một ngày sau, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh dường như đã được đặt cách đầu thú tại trực bộ công an. Năm 2017 và sang đầu năm 2018 đã xảy ra hiện tượng chống đánh xuôi kèn thổi ngược trong bộ công an Việt Nam, tối thiểu là trên phương diện phát ngôn. Chưa kể dư luận ngày càng lùng xùm về thực tế có hai bộ công an. Cứ theo cách phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến tránh văn phòng Bộ Công an. Không thể trách dư luận xã hội, suy luận theo cách cứ Bộ Công an nói có thì cần hiểu là không và ngược lại và lần này chỉ quan sát trên mạng xã hội cũng có thể dễ dàng nhận ra phần lớn ý kiến thể hiện mối tin cậy vào thông tin của Facebook Lê Nguyễn Hương Trà mà chẳng mấy tin tưởng vào lời giải thích của thiếu tướng Lương Tam Quang. Để nếu trong một thời gian ngắn nhất mà bộ công an không thể đưa hoặc vận động trung tướng Phan Văn Vĩnh ra trình diện trước công chúng, người ta sẽ chắc chắn rằng ông Vĩnh bị bắt thật và vụ bắt bớ này có thể mở màn cho một loạt biến động lớn trong bộ công an chính vào năm 2018 này xin kính chào quý vị và các bạn sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết điều đáng lo sợ của vũ nhôm nằm ở đâu bài viết của tác giả bùi quang vơm đến bây giờ người ta vẫn cứ tranh cãi với nhau về việc vũ nhôm có vai trò gì đối với vụ trịnh xuân thanh chỉ vì ngay từ quyết định khởi tố của tổng cục an ninh điều tra bộ công an cũng ghi rõ là tiết lộ bí mật quốc gia mà không phải là lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt tài sản công tại sao vậy trong khi trước khi biết đến trịnh xuân thanh người ta đã biết vũ nhôm là một chùm bất động sản tại đà nẵng có một chủ trương đánh lận con đen lôi vũ nhôm ra chỗ khác tung hỏa mù che đậy sự thật vậy có thể là sự thật nào trước hết vũ nhôm là giám đốc công ty bình phong của chính tổng cục an ninh điều tra bộ công an nghĩa là cơ quan này quyết định khởi tố bắt giam chính người của mình chức năng của công ty bình phong là giả danh doanh nghiệp để trà trộn theo dõi thu thập chứng cứ vi phạm luật pháp của các tổ chức kinh doanh, một loạt cảnh sát mật vụ và đặc tình trong lĩnh vực kinh tế. Cái đáng được chú ý là Bộ Công an bắt người của Bộ Công an sẽ phải đặt ra một câu hỏi, ai trong Bộ Công an bắt người của ai trong Bộ Công an. Tính nghiêm trọng của sự vụ nằm ở câu hỏi này. Không phải việc tiết lộ bí mật quốc gia, một ông trùm bất động sản nếu có được bí mật quốc gia thì cũng do có kẻ khác cung cấp. Và nếu ông Vũ có ý định tiết lộ thì cũng chỉ để phục vụ cho kẻ khác ấy, nên chính kẻ ấy mới đúng là đối tượng truy nã. Nhưng nếu khởi tố phú Nhôm do tội danh tham nhũng, thì Bộ Công An tự phơi ra một sự thật rằng các công ty bình phong thực chất chẳng giúp gì cho việc chống tham nhũng, mà chính ngay các công ty bình phong này là thủ phạm gây ra và trực tiếp tham nhũng, tức là tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng, một thứ bệnh của hệ thống, bệnh đảng như Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói chủ trương là của đảng, của bộ chính trị, các tổng cục, hay ngay cả cấp bộ chỉ là cấp thực hiện. Việc đẻ ra hàng trăm công ty Bình Phong chứa đựng mưu toan tham nhũng. Thứ hai, tội danh tham nhũng chỉ có Thứ hai, tội danh tham nhũng chỉ có giá trị nội bộ, không có giá trị quốc tế. Trong trường hợp Vũ Nhôm thoát ra được nước ngoài và lao đơn xin tị nạn chính trị, giống như vụ trịnh xuân thanh nhiều quốc gia không thừa nhận luật chống tham nhũng của việt nam vì không cùng quan niệm về tội tham nhũng chế độ độc đảng toàn trị vẫn được cho là hệ thống tham nhũng quốc gia tham nhũng là sản phẩm tất yếu của thể chế nên chế độ không có tư cách xử tội tham nhũng mặt khác dưới chế độ phi dân chủ luật pháp không có tính độc lập sự tùy tiện giải thích luật và lạm quyền của hệ thống xét xử có thể là nguyên nhân của các án tử hình oan sai vi phạm đạo đức nhân loại đó là lý do mà rất nhiều quốc gia, đặc biệt với các quốc gia dân chủ đích thực, không có hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam, Trung Quốc và nhiều quốc gia phi dân chủ khác. Vũ Nhôm đã bị khởi tố bằng tội tiết lộ bí mật quốc gia, mục đích để dù trốn ở đâu, chính phủ Việt Nam đều có quyền can thiệp trên danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia, nội dung phạm tội không rơi vào không tử hình cái đau đầu của chuyện vũ nhôm không phải chỉ là chuyện tham nhũng đơn thuần hay có trong tay hồ sơ tài liệu tuyệt mật chẳng hạn như kế hoạch bắt cóc trịnh xuân thanh tại berlin nghĩa là nếu bộ hồ sơ này lộ ra thì không những chính phủ việt nam không còn đường lấp liếm rằng trịnh xuân thanh tự về đầu thú và lộ diện người chủ trương và toàn bộ hệ thống cấp tổ chức thực hiện không chỉ mất thể diện quốc gia mà có khả năng bị liệt vào danh sách của luật maniski thực chất những bí mật này đã trở thành không còn giá trị từ nhiều tháng nay rồi. Nhà nước Đức đã có đủ tài liệu để kết luận vụ bắt cóc. Và lãnh đạo cao nhất của hai nhà nước có thể cũng đã đi đến cách giải quyết thống nhất. Việt Nam chịu nhận tất cả và làm tất cả để thỏa mãn yêu cầu của phía chính phủ Đức. Nhưng ngược lại, chính phủ Đức cũng chấp nhận quyền của chính phủ Việt Nam trong việc bắt và xử các tội phạm của chế độ như một nhà nước có chủ quyền với công dân của mình có thể chính phủ việt nam đã tiết lộ với chính phủ đức những bằng chứng chi tiết chứng minh trịnh xuân thanh là con bài liên quan tới những khuôn mặt cao cấp nhất của chế độ ảnh hưởng trực tiếp tới nền tảng an ninh quốc gia mức độ quan trọng đủ để chính phủ đức thấy rằng việc vi phạm pháp luật đức là cái giá không thể khác như vậy vũ nhôm có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều điều quan trọng này liên quan trực tiếp tới bản chất của chế độ vũ nhôm nắm giữ công ty được lãnh đạo bộ công an lập ra và trực tiếp chỉ đạo ngoài những nhiệm vụ phải thực hiện vũ nhôm cũng như tất cả các công ty bình phong khác còn làm nhiệm vụ cung cấp nguồn kinh phí cho các hoạt động của bộ và cung cấp nguồn thu nhập ngoài lương cho bộ máy lãnh đạo trước hết là bộ máy những quan chức cấp trên trực tiếp của vũ nhôm nói cách khác bản chất hệ thống các công ty này là làm kinh tài cho bộ sở dĩ hệ thống kinh tài này thường là đầu mối gây ra nạn tham nhũng ngay trong chính cái ngành có chức năng tiêu diệt tham nhũng nhưng vẫn nghiêm nhiên tồn tại vì lý do đặc biệt với nhiệm vụ bảo vệ đảng bảo vệ chế độ đội ngũ công an đặc biệt là mật vụ chìm nổi cài cắm mọi chỗ bành trướng không thể kiểm soát đã khiến kinh phí từ ngân sách chỉ đủ để chi trả cho một nửa hệ thống lương cơ bản không đảm bảo đời sống là nguyên nhân của những tệ nạn tham nhũng của toàn hệ thống quỹ lương thiếu hụt khiến lương và thưởng dành cho đội ngũ cán bộ, nhất là các cán bộ cao cấp đầu ngành không thể cải thiện so sánh với thu nhập bên quân đội. Cùng cấp bậc, nhưng lương và thu nhập ngoại lương của bên quân đội có thể gấp hàng chục lần bên công an. Tự kinh tài nuôi bộ máy là một cố gắng không ai có thể bác bỏ và người ta buộc phải bỏ qua hay làm ngơ những hiện tượng gọi là tiêu cực. Với thâm niên 20 năm, hệ thống kinh tài này đã trở thành một lực lượng ma, một thứ hội kín, một thứ bộ trong bộ vũ nhôm bị khởi tố tất nhiên phải bởi bộ phận an ninh điều tra không được gì từ chê chắc của vũ nhôm vũ nhôm là người thuộc biên chế của tổng cục an ninh điều tra như vậy nếu chính tổng cục an ninh điều tra khởi tố thì người ký lệnh không thể là thủ trưởng của vũ nhôm tức là ông tướng phụ trách toàn bộ hệ thống công ty bình phong trong đó có vũ nhôm và nếu vũ nhôm đã được báo trước để thu gom tiền vốn từ cách đây 2 tháng thì cái phe chống lại quyết định khởi tố đương nhiên đã có kế hoạch không ai khác có thể làm trước cho vũ nhôm cả ba hộ chiếu trong đó gồm một hộ chiếu giả người ta biết lệnh khởi tố do ai ký và không khó để tìm ra hệ thống những kẻ báo trước cho vũ nhôm từ rất sớm do ai cầm đầu và gồm những ai đấy là chưa kể ngay bộ hồ sơ mật mà vũ nhôm có trong tay tố cáo vụ bắt cóc trịnh xuân thanh chính an ninh điều tra là người cung cấp một là hy vọng tầm quan trọng của bộ hồ sơ có thể giúp vũ nhôm có vé máy bay đi đức mặt khác lại có thể do chính bộ phận chống lại chủ trương bắt cóc, lợi dụng vũ nhôm để lật tẩy phe chủ trương, trong đó chắc chắn có liên quan tới chính tổng bí thư. Nếu điều này xảy ra, thì có thể nghĩ rằng tập hồ sơ đó do chính Tô Lâm hoặc người của Tô Lâm cung cấp. Người ta đã biết từ lâu rằng, có hai bộ trong bộ công an, một bộ gắn kết với hệ thống kinh tài, các công ty bình phong, và một bộ không sơ múi gì tới các nguồn lợi đó, nhưng vụ án phu nhôm có điểm tương tự như vụ trịnh xuân thanh đều xuất phát từ lỗi cá nhân trịnh tự lộ vì máu hưởng lạc còn vũ lại chết vì thói coi trời bằng vung tưởng là ngẫu nhiên nhưng thực chất thì không thoát khỏi quy luật quái sinh thì sớm muộn cũng phải chết tương tự như vậy người ta cũng biết từ gần ba chục năm nay luôn có hai bộ phận rõ rệt trong bộ quốc phòng một bộ gắn với các tập đoàn kinh tế và một bộ chỉ làm công tác chính trị đào tạo và huấn luyện bắt đầu từ chủ trương cho quân đội làm kinh tế. Hết chiến tranh, nền kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ với lạm phát 1.800%. Ngân sách ngoài tiền tức đoạt của tư bản tư nhân, không có nguồn thu nào. Một đội quân trên 2 triệu miệng ăn là một thứ không thể nuôi nổi. Giải ngũ một đội quân vừa về từ cõi chết mà không có việc làm, không nghề nghiệp, không thu nhập thì xã hội không thể không loạn, chế độ không thể sụp đổ quyết định tổ chức quân đội đi lập khu kinh tế, đi khai hoang, đi trồng rừng, trồng lúa, trồng dứa, vân vân, làm bất cứ gì có thể tự nuôi nhau. Nhưng khốn nạn nằm ở công ty sư đoàn 319, là một loại công ty kinh doanh. 319 có tất cả các lợi thế về nhân công, về phương tiện thiết bị quân sự, về các ưu thế địa điểm và ưu tiên quốc phòng. Không giống với các công ty kinh doanh khác, 319 lập lờ giữa ngân sách quốc phòng với nguyên tắc hạch toán kế toán những năm đầu tiên, lợi nhuận quá dễ dàng đã làm cho lãnh đạo đảng tối mắt. 319 không những không cần tới ngân sách, mà ngược lại nộp lên cấp trên những khoản tiền không ai ngờ. Nhưng với thời gian, 319 trở thành một thứ tập đoàn lũng đoạn, cậy thế quốc phòng bất chấp luật pháp và khai thác tất cả những nguồn tài nguyên thuộc quốc phòng quản lý để tạo ra lợi nhuận. Đặc biệt là những khu đất do quốc phòng quản lý ngay từ những ngày đầu tiếp quản từ chế độ cũ. Mặc dù với thời gian, tính chất quân sự không còn giá trị, nhưng Bộ Quốc phòng kiên quyết giữ lại, chia chác, phân phối cho nhau hoặc bán cho các nhà đầu tư nước ngoài dành những khoản ngoại tệ cách xù. Những hoạt động như vậy làm cho một loạt các sĩ quan cấp cao trở nên giàu có, xa hoa và xa đọa. Trong khi những sĩ quan chỉ hưởng lương thì vật vã tìm kiếm cách nuôi sống gia đình, cũng cùng hàm cấp nhưng thu nhập có thể trên nhau hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Và đặc biệt là hàng ngũ các sĩ quan này lại tham quan tiến chức nhanh đến kỳ lạ. Ngân hàng quân đội và đặc biệt là siêu tập đoàn Viettel là những tổ chức kinh tài của quân đội theo khuôn mẫu của 319. Hàng ngũ tướng tá giàu có là nhờ những tập đoàn siêu lợi nhuận này. Ba chục năm, hàng ngũ những quan trị huy cao cấp nhất trong quân đội không một người nào có thể còn nguyên vẹn trong sạch. Tức là tay không thể một lần nhúng bùn hoặc nhận bùn từ tay người khác không một thế lực nào được phép đụng đến lãnh địa đó. Chế độ nếu đụng đến sẽ không tránh khỏi sụp đổ. Nhưng ba chục năm đủ để biến bộ quốc phòng thành hai bộ không có gì chia sẻ với nhau được và không sớm thì muộn cũng sống mái với nhau. Vũ Út Chọc có nguy cơ khơi mào cho cuộc chiến nội bộ. Vì thế, lập tức nhận được chỉ thị cấm các báo được nhắc đến và xóa mọi dấu vết có thể. Nhưng đó là điều không thể vì mâu thuẫn giữa hai bộ là chuyện từ nhiều chục năm nay không thể một chốc một lát hay chỉ vì cùng phải trung thành với đảng mà bỏ qua hoặc nhân nhượng cho nhau. Và lại, một sự thật khi chui ra khỏi bọc thì không thể thu hồi. Báo chí có thể không nói gì, nhưng chuyện xảy ra thì vẫn cứ xảy ra. Nó có thể không ẩm ý, nhưng âm thầm để bùng ra thành một vụ nổ lúc nào đó. Ở đây xuất hiện một loại nghịch lý đặc biệt hệ thống cấp bộ đen trong bộ máy công an và quân đội là một thực tế tồn tại từ rất lâu và ai cũng biết, nhưng không ai trong số những người ăn lộc của chế độ muốn để lộ ra những mụn ghẻ đó. Ông Trọng không thể và không dám nhận gì từ phía các bộ đen đó, nhưng ông Trọng biết chúng vẫn chia nhau sau lưng ông và buộc ông phải làm bình phong che chắn cho chúng. Để người ta không thấy cái chế độ mà ông bảo vệ bằng được là một thứ chế độ thối ruỗng từ trong. Nhưng nếu ông nhận, thì dù một thứ nhận không ra gì, ông cũng thành thằng hề cho chúng giật dây, cho nên trong tư cách người đứng đầu chế độ, ông càng được tiếng trong sạch, càng lợi cho chúng, càng tạo ra lá chắn an toàn cho lòng tham đốn mạt của chúng. ông đang là một con ngáo ộp cho Ngô Xuân Lịch để ông này công khai chống lại chủ trương quân đội thôi làm kinh tế. ông ta đang che chắn cho việt theo và muốn nhân lên tạo ra hai ba việt theo nữa, nhưng sau được đảng lãnh đạo trực tiếp, ông ta sẽ phá nát quân đội nhân danh ông tổng bí thư đảng. Ông Trọng có thể học ở Trung Quốc rất nhiều, đặc biệt là cách sử dụng ban kiểm tra Trung ương, kết hợp với ban tổ chức Trung ương, vừa dùng quyền kỷ luật để tước bỏ, vừa dùng quyền sắp đặt để ban phát và quyết định sinh mệnh của hệ thống. Nhưng ông Trọng quá sợ hãi bạo lực. Ông không dám sờ tới những kẻ có vũ khí trong tay, trong khi tập ưu tiên chấn áp hàng ngũ tướng tá, dùng cải tổ quân đội để loại bỏ và thiết lập trật tự, ban phát theo ý mình, thì ông Trọng như câm như điếc, trước sự ngông nghênh ngạo mạn của ông Ngô Xuân Lịch. Vũ Nhôm là bom nổ trong lòng Bộ Công an. Đó là một sự kiện quan trọng, nhưng người ta sẽ phải để mắt nhiều hơn tới ông Ngô Xuân Lịch. Bởi vì út chọc được xử lý như thế nào? Sẽ cho thấy chế độ mà ông Trọng cố ra sức gồng giữ cho nó đứng, có đủ sức tồn tại tiếp hay sụp xuống cùng với sức khỏe của ông. Và bởi vì sức người không cản được bước đi của lịch sử, sự mục ngưỡng của một chế độ chính trị có nguyên nhân từ cơ cấu của thể chế không phải do ý chí chủ quan của con người cái chế độ độc đảng phi dân chủ sẽ tự nó tiêu phong bất chấp sự cưỡng lại của ông